Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một cái dự án kiếm NFT free. Đây là một cái dự án các bạn sẽ nhận được khoảng một NFT Luna Phi Dex. Cái cạc NFT này thì nó là sẽ là mạng ETH các bạn nhé. Mạng Ethereum thì cái dự án này có tổng cung là khoảng 53.500 đô la, giới hạn sẽ là 1.522 slot. Các NFT thì có giá trị tương đương khoảng 25 đô la đến 2.000 đô la. Cái NFT cao nhất của nó là 2.000 đô la sẽ dành cho hai bạn nhé. 250 đô la sẽ dành cho 20 bạn, 175 đô la sẽ dành cho 20 bạn, 150 đô la sẽ dành cho 20 bạn tiếp theo, 100 đô la sẽ dành cho 20 bạn tiếp theo và 1.440 bạn sẽ nhận được cái cạc number cạc và tương đương với khoảng 25 đô la nữa. Cái con Rocket này thì là cái NFT cao nhất nhé các bạn nhé, tức là có giá trị cao nhất. Chúng ta vẫn làm ở trên nền tảng glam.io. Bạn nào mà chưa tham gia dự án này thì các bạn có thể đăng ký và làm theo hướng dẫn của mình để tham gia kiếm NFT free các bạn nhé. Những cái NFT free thì một số bạn bảo là cái mạng ETH thì cái giá phí của nó khá là cao và khá là đắt. Thế nhưng mà các bạn cũng đã biết rồi đấy, nếu mà trúng được một cái 2.000 thì chúng ta dù có đắt đến đâu thì nó cũng không đến 2.000 đô la một lệnh. Đấy, ví dụ có lúc nó cũng xuống khoảng mấy chục đô thôi, thì ví dụ mình bán được 2.000 mà nó khoảng 100 đô thì mình vẫn còn được 1.900, phải không các bạn? Đấy, còn nếu mà còn được 25 đô thì mình sẽ ấy sau. Đấy, mình sẽ bán sau, lúc nào nó rẻ 2-3 đô thì mình bán, mình cứ để đấy các bạn nhé, cũng không sao cả. Các bạn theo dõi cho mình cái discount, các bạn phải xác minh cái discount nhé, nếu mà không thì nó lại đánh không được. Con này xem là còn mười mấy đây nữa, 13 đây nữa là kết thúc rồi. Nếu bạn nào mà chưa làm thì làm nhanh nhé, không tính nó lại hết mất. Mọi người ấn vào complete này, tích vào đây này, ấn submit. Phần verify thì mọi người tích vào đây, start verify. Ở đấy thì nó họ bên ví dụ start là một cái ngôi sao ấy, thì mình cứ ấn xuống dưới này, có cái nào là cái ngôi sao thì chúng ta sẽ chọn vào là cái ngôi sao. Đấy, như thế là ok nhé các bạn nhé. Rồi chúng ta ấn vào continue. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ đánh cái ngày tháng năm sinh của mình, tiếp theo nữa là cái tên email cũng như là ví. Chúng ta sẽ dán cái ví 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 ETH, tức là ví MetaMask của mình nhé. Đây. Ủa, cái ví này là ví ví sai, ví của mình đây. Ví hai của mình, đây các bạn sẽ dán ví vào đây. Ở dưới các bạn tích vào đây và ấn vào lưu. Chúng ta sẽ theo dõi Twitter nhé. Mấy cái nhiệm vụ mạng cơ bản thôi mọi người nhé. Chúng ta sẽ ấn vào flow. Ở dưới thì có một số nhiệm vụ này. Đấy, chúng ta theo dõi Telegram group này, ấn vào continue, retweet lại cái bài viết này của Luna Phi. Retweet. Continue. Quay lại chúng ta ấn flow cái dự án này nữa này. Phần Telegram thì mọi người ấn lưu ấn flow đi nhé. Cái này thì thấy nó yêu cầu đã theo dõi có một cái group thôi. Đấy, chúng ta ấn vào Lunabet. Lunabet. Continue tiếp này. Cái này thì chúng ta flow node luôn. Red Twin Tweet Note cái này. Lâu quá nhờ, nhanh lên các bạn ơi. Trời ơi. Quay tít hoài à. Continue tiếp này. Cái này thì chúng ta đăng ký.
Rồi. Cái này chúng ta đăng ký bằng cái email nhé. Đấy, chúng ta đánh email vào đây. Email mà chúng ta đã đăng ký ở trên này nhé. Kenny sang 991@gmail.com. Rồi. Thank you very much. Các bạn copy lấy link nhé, giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia để nhận thêm cái token nhé. Link thì mình sẽ để ở bên dưới video phần mô tả và phần hiển thị thêm. Nếu các bạn muốn tham gia những chương trình kiếm tiền free, kiếm tiền điện tử free, kiếm các đồng NFT này thì các bạn đăng ký kênh của mình cũng như là bấm chuông để đăng ký cái kênh. Khi mà mình đăng video lên thì nó sẽ hiện lên cho các bạn cùng tham gia và làm theo nhé. Chúc bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.